ngấu, tranh thủ cướp quân quả. Bảo vệ tướng quân. Lái xe. Rõ. Không để chân tới gần quân quả được. Lùi xe. Đó. Tiểu thất, cậu đi giúp đám đầu chiến cướp quân quả. Ở đây giao cho tôi. Mau. Giấy tờ. Đi đi. Quả nhiên giấu ở trong tôi với anh. Nhất Phàm, cái con gì chú mà làm vậy? Quá mạo hiểm. Chú Trương, chuyện này với văn kiện bí mật của thầy Tần, còn cả chặng cướp quân quả của Thịnh đại ca đều có liên quan tới nhau, chúng con phải hoàn thành. Tần Hạo đâu rồi? Thầy đưa văn kiện mật về căn cứ rồi.
Được. Tần Hậu, Thịnh Thiên Lai, gan dạ sáng suốt. Chú Trương, chú Quang nói nhiều vậy đã. Yên tâm dưỡng thương đi. Điều tại con không tốt. Nếu không, chú cũng sẽ không bị thương như thế này. Đừng buồn. Chúng ta chống lại bọn Nhật, khó tránh bị chút vết thương. Chúng ta ra ngoài trước đi, để chú Trương tĩnh dưỡng cho khỏe. Không, chú không thể ở lâu thêm nữa. Chú ra ngoài nhiều ngày vậy rồi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chú phải về xử lý. Không được chú Trương. Ngày mai, ngày mai đưa chú đi. Báo cáo. Vào đi. Tướng quân Ozawa mời cô tới chỗ ở của ngài ấy một chuyến. Chỗ ở? Phải. Chỗ ở. Biết rồi. Thanh đao võ sĩ này đã đi theo tôi nhiều năm, lập được nhiều chiến công hiển hách. Nhưng hôm nay tôi lại khiến nó xấu hổ rồi. Tướng quân, do thuộc hạ làm việc không tốt nên do thuộc hạ gánh vác. Cô có thể gánh vác được trách nhiệm nặng như vậy sao? Tôi nhất định sẽ lập công chuộc tội. Tướng quân, thật ra tôi đã tìm được chúng rồi. Chúng ở tô với anh. Cô chắc chứ? Chắc chắn. Trong trận chiến lần này, tôi đã đi theo xe của chúng tới cửa tô với anh. Chỉ cần có thể mở rộng ảnh hưởng và quyền hạn ở tô với anh, tôi có thể một lưới bắt gọn bọn chúng. Được. Nếu như vậy, còn có thể có đường xoay chuyển. Đúng rồi. Gần đây tôi đang liên lạc với một người Trung Quốc. Tin tức của hắn ta giúp ích rất lớn cho cô. Dân. Lão đại, uống trà. Chứng nhận. Người trên xe, xuống xe, kiểm tra thường lệ. Mời cô xuống xe, phối hợp kiểm tra. Xuống xe. Xuống rồi. Tôi còn tưởng là ai. Ono tiểu thư sao? Thịnh đại thám trưởng. Ono tiểu thư, tôi nói đội hiến binh xảy ra chuyện rồi. Chuyện lớn như vậy mà cô còn tâm trạng có tội danh chúng tôi chơi sao? Vừa hay tôi nghi ngờ đám người tập kích đội hiến binh chúng tôi ẩn nấp ở tô với anh. Lời này không thể nói lung tung được đâu. Cô có chứng cứ không? Tôi tận mắt nhìn thấy chúng lái xe vào trong tô giới, mà người quanh cũng không ngăn cản. Tận mắt nhìn thấy sao? Tiểu chủ, có. Hôm qua có chiếc xe nào khả nghi vào không? Không có. Tất cả xe ra vào đều có giấy tờ đầy đủ đó anh. Gì cơ, tôi nghe không rõ. Báo cáo, tất cả xe ra vào đều có giấy tờ đầy đủ. Trưởng quan. Nghe thấy rồi chứ? Tất cả xe ra vào đều có giấy tờ đầy đủ.
Vậy chúng tôi cũng không có quyền ngăn cản họ rồi. Đương nhiên, nếu tiểu thư Ono có đầy đủ chứng cứ, chúng tôi nhất định dốc sức phối hợp. Tôi muốn vào chính là để thu thập chứng cứ. Vậy xin lỗi rồi, hôm nay cô không vào được rồi. Tại sao? Tôi cũng có giấy tờ đầy đủ. Nếu tiểu thư Ono vào tô với anh chúng tôi uống cà phê, uống trà thì chúng tôi hoan nghênh. Nhưng cô cũng nói rồi, cô tới thu thập chứng cứ, đó là chuyện công. Chuyện công thì phải làm theo phép công. Vậy đi, cô về nói với cấp trên của cô, gọi điện cho cấp trên của chúng tôi, nói một tiếng. Nếu tôi nhận được mệnh lệnh chính thức, chúng tôi lập tức cho vào. Thịnh đại thám trưởng, tôi không có tư thù cá nhân với anh. Nếu anh cứ quấy nhiễu công việc của tôi, vậy đừng trách tôi không khách khí. Không phải, tiểu thư Ono, sao nói vậy được chứ? Tôi đây là vì tốt cho cô mà. Cô nghĩ xem, nếu cô vào tô với anh chúng tôi, nhỡ trong tô với anh xảy ra chút chuyện gì, cô nói tôi nghi ngờ cô, vẫn là nghi ngờ cô thôi. Thịnh đại tháp trưởng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Căn cứ e là có nguy cơ bị lộ rồi. Kế hoạch khai thiên bắt đầu ngủ đông. Tôi với anh luôn ngăn cản tác kiến của quân ta và thực hiện các chính sách. Nay vậy mà dung túng cho những chuyện này diễn ra. Nếu đã vậy, chúng ta cứ làm lớn chuyện này. Làm lớn chuyện, phải để cho họ hiểu ai mới là người khống chế Giang Tân thực sự. Nhưng chúng ta còn thiếu một cái cớ hợp lý. Chúng ta không có, nhưng người Trung Quốc, bọn họ có. Chào các vị phóng viên. Gần đây thành phố Giang Tân xảy ra rất nhiều vụ án giả mạo. Theo điều tra của chúng tôi, những tên cướp tàn bạo này ẩn nấp trong tô với anh. Cho nên tôi đại diện cho toàn thể người dân Giang Tân gửi lời tuyên bố như sau tới Hội đồng Anh Tô Giới. Thứ nhất, các quan chức cảnh sát trực thuộc Hội đồng Anh Tô Giới phải trong thời gian ngắn nhất tăng cường công tác phòng hộ. Thứ hai, quan chức cảnh sát thuộc cơ quan lúc nào cũng có thể vào tô với anh, và quan chức cảnh sát thuộc hội đồng tô với anh cùng đảm nhiệm công tác kiểm tra, lục soát. Hy vọng các vị phóng viên có thể hỗ trợ công việc của cơ quan chúng tôi. Ở đây tôi cảm ơn mọi người. Bọn họ bây giờ không chỉ phát biểu thông báo trên giấy báo mà đã liên tiếp gửi đi mấy công hàm. Thưa ngài, chuyện này rõ ràng là bọn Nhật đứng sau giở trò. Nhưng nếu không phải cậu cố tình ngăn cản vô cô và chống đối cô ta khắp nơi, thì chuyện này cũng không tệ tới mức này. Ngài sẽ không nhượng bộ chứ? Không thì sao? Cậu có cách xử lý tốt hơn sao? Nếu họ đã muốn lục soát thì để họ vào lục soát không phải là được rồi sao? Thưa ngài, chuyện này không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Tôi không biết ngài còn nhớ chuyện tiền nhiệm của ngài Wester Oder hè năm ngoái bị máy bay Nhật nổ chết trên đường không.
Chính vì chúng ta bỏ mặc chuyện này nên người Nhật mới dám tiếp tục ngông cuồng như vậy. Giả tâm hiện giờ của người Nhật chính là một con sói đói. Ngài cho hắn một miếng thì hắn dám nuốt từng miếng từng miếng, nuốt luôn cả tô với anh. Nếu chuyện này xảy ra trong nhiệm kỳ của ngài, đường đường là tô với anh, lại để cho Nhật Bản chiếm, nghe thôi cũng đã không hay rồi. Hơn nữa, chuyện làm ăn của chúng ta cũng không dễ lắm. Lần này anh đúng là hiếm có, thể hiện thái độ cực kỳ kiên quyết. Chị vốn cũng rất lo, nếu hội đồng anh tôi giới nhượng bộ thì chúng ta sẽ rất khó giữ được điểm liên hệ ở tôi với anh này. Em về rồi. Gặp được Thịnh Thiên Lai chưa? Anh ấy rất bận. Trình Thịnh Trúc đích thân vào anh tôi giới, hợp với đám người trên sân, chuyện anh tôi giới bắt người. Vậy đúng có thể giết Trình Thanh Trúc rồi. Đừng vội. Thịnh Thiên Lai đặc biệt nhắc nhở chúng ta tuyệt đối đừng ra tay với Trình Thanh Trúc. Nếu ra tay với Trình Thanh Trúc ở trong tôi với anh, sẽ trở thành cái cớ tốt nhất cho bọn Nhật xâm nhập vào anh tôi giới. Đúng, anh ấy cũng nói như vậy. Anh ấy đã phái người báo cho tất cả tổ chức dân gian của kế hoạch khai thiên, muốn tất cả chúng ta đừng manh động. Sao cô ta tới đây? Tiểu Vũ, lát nữa nhắc nhở anh em, sói tới rồi, đề cao cảnh giác. Rõ. Trình, tôi đại diện cho hội đồng anh tôi giới hoan nghênh ông tới đây. Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể có một cuộc gặp mặt vui vẻ. Mời, mời. Tiểu thư Ono, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em tổng thị trưởng Trình do chúng tôi phụ trách. Trong tôi với anh có kẻ làm loạn, anh và tôi đều biết rõ. Lời này không thể nói lung tung được đâu. Tiểu thư Ono, trong danh sách của tôi không có tên của cô. Ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Cũng được. Cảm ơn đã phối hợp.
sao? Xin nói kỹ hơn về chuyện xảy ra được không? Xin hỏi là cố ý mưu sát sao? Chuyện này phải điều tra như nào? Thì trưởng Trình trúng độc chết ở trong Anh Tô giới, sự việc phức tạp, có liên quan tới ba bên Anh Nhật Trung, ảnh hưởng xấu tới quốc tế, mà Anh Tô giới từ lâu đã che giấu phần tử bạo loạn. Để đảm bảo an toàn cho người dân được tốt hơn, chúng tôi hy vọng có thể điều tra triệt để chuyện này. Hy vọng Anh Tô giới tạo điều kiện. Đại sứ Ono, cô cảm thấy an toàn không? Tôi thấy cô không mang theo bao nhiêu người cả. Trình thị trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Chúng tôi đã nói xong với anh Tô giới rồi, ngài đừng căng thẳng. Trình thị trưởng, đây là thuốc an thần, có thể giúp ngài bình tĩnh. Tôi khuyên ngài uống một viên đi. Nếu không trạng thái này của ngài, không cách nào đàm phán với người Anh được đâu. Không, không cần thiết. Tôi nghe thư ký của ngài nói, lần trước sau lễ nhậm chức, dường như đêm nào ngài cũng không ngủ ngon. Ngài yên tâm uống đi. Đây là thuốc an thần tốt nhất của Đại Nhật Bản đế quốc chúng tôi. Cảnh giới. Quang đường quá rồi. Đây là quy hiếp một cách trần trụi. Bây giờ anh Tô giới đã bị người Nhật bao vây rồi. Thưa ngài, ngài đừng sốt ruột. Đừng sốt ruột. Không sốt ruột. Tôi không sốt ruột được sao? Đại sứ quán Anh không phải đã gửi công văn rồi sao? Lên án mạnh mẽ hành vi của người Nhật rồi. Ngài xem, trên báo cũng có này. Tôi đọc cho ngài. Chính phủ bệ hạ Vương quốc Anh mong chính phủ Nhật Bản suy nghĩ lại hành vi của mình. Nếu không, lúc tôi cũng không thể không suy nghĩ tới việc áp dụng các biện pháp trực tiếp và tích cực để đảm bảo lợi ích của người Anh ở Trung Quốc. Ngài xem, trên báo cũng viết rõ rồi. Đợi họ hành động thì tôi đã bị pháo của người Nhật tiễn lên thiên đường rồi. Trong vòng 3 ngày, cậu không giao ra hung thủ cho tôi thì tôi giao cậu cho người Nhật. Rõ. Chính phủ Vương quốc Anh hy vọng chính phủ Nhật Bản cân nhắc lần nữa hành động của mình. Bằng không, đất nước của tôi cũng không thể lại cân nhắc áp dụng bất kỳ biện pháp trực tiếp và tích cực để đảm bảo lợi ích của người Anh ở đất Trung Quốc. Ngài xem, nó được viết rõ ràng trên báo. Trong vòng 3 ngày, anh không giao ra hung thủ, tôi sẽ giao anh cho người Nhật. Rõ. Đi. Sao rồi? Cấp trên có gọi tới không? Không có. Gần đây đột nhiên tin tức như bị cắt đứt, liên tục mấy ngày nay không nhận được trả lời. Tiếp tục phát tin cho tới khi nhận được trả lời. Rõ. Alo, là tôi. Thời gian 3 ngày sắp tới rồi. Bọn Nhật lại phái thêm một số quân đội đóng quân xung quanh tôi với anh. Một khi bọn chúng tấn công vào tôi với anh, vậy căn cứ của chúng ta tất cả sẽ bị hủy diệt. Tôi căn bản không thể giao ra hung thủ. Chuyện này rõ ràng do một tay Yoko Ono bày ra. Cô ta chính là hung thủ. Còn có một cách. Anh nói đi. Nếu như có người ra tự thú, bọn Nhật sẽ không có lý do tấn công vào. Tôi muốn không được. Tuyệt đối không được. Tôi nói cho anh biết, chúng ta không thể hy sinh, không thể sợ như thế nữa. Hy sinh này căn bản không thể ngăn chặn người Nhật tấn công vào tôi với anh. Được rồi,
Nghe tôi, chuẩn bị từ bỏ căn cứ bất cứ khi nào. Tất cả mọi người nghe đây, chuẩn bị tốt để rời khỏi bất cứ khi nào. Nếu như người Nhật tấn công vào Tô với anh, lập tức phá hủy căn cứ. Nếu như quan trên có trả lời, lập tức báo cho tôi. Rõ. Sao lại là anh? Trịnh Thanh Trúc đã chết. Là do cô Ono làm. Anh chắc là cô ta làm. Chắc chắn là cô ta. Trịnh Thanh Trúc chết ở anh Tô Giới. Đây là lý do tốt nhất để người Nhật có thể cưỡng chiếm anh Tô Giới. Tôi đã xem thường cô ta rồi. Nhưng phía Anh Quốc không có biện pháp gì sao? Lần này người Nhật hạ quyết tâm muốn cưỡng chiếm anh Tô Giới. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tôi dự tính ngăn cản nhưng ngăn không được. Tôi đã chuẩn bị thân phận mới cho mỗi người. Nếu cần thiết, lập tức rút sang Tô Giới Pháp. Vậy kế hoạch khai thiên của anh phải làm sao? Tạm dừng. Đợi qua trận này, tôi sẽ tổ chức để các người hoạt động lại. Vậy căn cứ dưới lòng đất của anh Tô Giới, nếu như người Nhật thật sự tiến tới, thám trưởng này của tôi cũng không làm được gì. Mọi thứ đều phải làm lại. Các người thu dọn đồ một chút, chuẩn bị ra khỏi bất cứ khi nào. Thịnh, đang làm gì thế? Thưa ngài, đây là đơn từ chức của tôi. Xem ra anh vẫn chưa biết gì. Tôi biết rồi. Tôi biết tội phạm sẽ làm không thể tha thứ. Không phải, cái tên giết chết thị trưởng Trung Quốc đó đã tự thú rồi, bị người Nhật đưa đi rồi. Tự thú? Đúng. Cái tên xui xẻo này là ai vậy? Người này nằm vùng trong đội hiến binh của Nhật Bản, hình như là một người Trung Quốc. Bọn họ gọi anh ta là phiên dịch cổ. Phiên dịch cổ? Đúng. Sao vậy? Hình như anh không vui. Vui? Vui chứ. Sao có thể chứ? Không cần từ chức nữa, cố gắng làm nhé. Tập hợp.
Đây là rút quân đi rồi sao? Lần này xem ra bọn quỷ tử thật sự muốn rút lui. Chỉ mong là vậy. Đứng dậy. Làm gì thế? Bây giờ không phải lúc đau buồn. Lấy lại tinh thần cho tôi. Rõ. Ngồi đi. Quan trên có điện tới không? Sáng sớm nay vừa mới nhận được. Điện lại. Chúng ta phải áp dụng hành động với bọn giặc ở khu Giang Tân. Ngoài đã thông báo tất cả thành viên chống Nhật để họ trước khi trời tối tới đây tập hợp. Rõ. Tôi không hiểu vì sao phải rút quân. Anh tôi với qua loa tìm hung thủ. Đây đơn thuần là làm cho lấy lệ. Lấy lùi làm tiến mới là đỉnh cao của chiến thuật. Báo cáo. Vào đi. Nghi phạm họ Cổ tự thú trong anh tô giới, trên đường áp giải về nhà tù, đồ uống thuốc độc tự sát. Những tên lính Nhật đó đang kiểm tra tình trạng của xe, thêm dầu máy cho xe. Vậy thì có thể nói được cái gì chứ? Quân đội chỉ có lúc chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp mới làm chuyện như thế. Ý của chị là quỷ tử muốn hành động. Mọi người không cảm thấy thời gian hành động của người Nhật và thời gian hẹn gặp bí mật của Thịnh Thiên Lai quá ăn khớp sao? Đi mau. Xuống xe. Giấy chứng nhận.